Rồi xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Một Giờ của mình ạ. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái sự kiện ha. Các bạn khi mà các bạn đăng ký và các bạn KYC ha, tài khoản cái ví điện tử Bitpass này ha, thì bạn sẽ nhận cho mình cái đồng tiền điện tử Bitcoin ha. Rồi thì đó có đây là cái trang chủ của cái dự án ha. Kiếm Bitcoin ha, thì nó có ghi nè, thì bạn sẽ dễ dàng kiếm được Bitcoin nè khi sử dụng app hàng ngày nè và thực hiện các giao dịch để nhận được Bitcoin nè. Rồi thì khi mà bạn nhận cái đồng Bitcoin này thì bạn có thể thanh toán ha để rút tiền về Việt Nam đồng ha. Rồi thì ngoài ra các bạn có thể đổi cái tiền Bitcoin này ha để các bạn dùng để giao dịch hoặc các bạn có thể đầu tư ha. Cái số Bitcoin bạn kiếm được nè. Rồi, thì số Bitcoin thì bạn kiếm được thì bạn có thể rút về cái tài khoản ATM của mình ha. Rồi, thì đây là cái giao diện của cái ví điện tử Bitpass ha. Rồi, thì hiện tại nó đang đang có một cái sự kiện ha cho các bạn ha. Ngoài khi các bạn đăng ký và KYC thì còn các bạn có thể giới thiệu thêm bạn bè ha, thì bạn giới thiệu càng nhiều thì bạn sẽ nhận được nhiều Bitcoin ha trong này ha. Rồi thì số Bitcoin này thì bạn sẽ nhận được thì bạn có thể thanh toán như là dịch vụ điện nước nè, nạp tiền điện thoại nè, vé máy bay, học phí, wifi vân vân ha, hoặc có thể mua sắm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử ha, mà các sàn liên các mà các sàn thương mại điện tử liên kết trên cái ví điện tử Bitpass này ha. Rồi hiện tại cái ví Bitpass này nó cho chúng ta tải về ha trên hệ điều hành Android và iOS luôn ha. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký và cách KYC để nhận 1.500 Satoshi Bitcoin ha, miễn phí ha từ cái sự kiện này ha. Rồi thì đầu tiên các bạn vào CH Play ha. Hiện tại mình đang sử dụng điện thoại Android ha. Thì bạn nào sử dụng điện thoại iOS có thể lên CH Play hoặc là iOS ha để tải cái ứng dụng tên là Bitpass ha. Có cái logo như thế này ha. Thì sau khi mà bạn vô cái mục tìm kiếm ha, bạn tìm kiếm cho mình cái từ khóa là Bitpass ha thì nó sẽ hiển thị ra cái logo như thế này. Bạn bấm cho mình nút cài đặt ha. Bạn bấm cho mình nút chấp nhận ha để chấp nhận cài đặt ha. Rồi sau đó bạn sau khi mà cài đặt xong thì bạn bấm cho mình mở cái ứng dụng Bitpass này lên ha. Rồi thì ở đây nó yêu cầu là bạn đăng nhập qua Google hoặc là qua Facebook ha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng nhập qua Google ha. Rồi bạn bấm cho mình nút đăng nhập qua qua Google ha. Rồi ở đây là bạn sẽ chọn cho mình một cái tài khoản email ha. Rồi sau đó bạn bấm cho ô nút OK ha. Nó yêu là bạn là nhập mã giới thiệu để nhận 1.500 Satoshi nhé ha. Bạn bấm cho mình nút OK ha. Rồi thì ở cái phần này thì nó yêu phần họ tên ha. Thì bạn có thể sửa đổi cái họ tên của mình ở trên này ha, hoặc là bạn để giữ nguyên ha. Rồi cái mã giới thiệu này thì bạn có thể nhập cái mã giới thiệu của mình, thì mình sẽ để trên màn hình ha. Thì khi mà bạn nhập cái mã giới thiệu của mình vào thì bạn sẽ nhận được 1.500 Satoshi Bitcoin ha. Rồi thì sau khi bạn nhập về bạn bấm cho mình nút đăng ký ha ở dưới này ha. Rồi sau đó nó yêu cầu là bạn tạo một cái mật khẩu ha, tạo mật khẩu mới ha để đăng nhập vào cái ví Bitpass ha. Thì bạn nhập cho mình cái mật khẩu ha, gồm 6 số ha. Vào đây ha. Rồi, sau đó bạn điền lại cái xác minh lại cái mật khẩu một lần nữa ha. Rồi, thì sau khi mà bạn tạo thành công thì nó sẽ thông báo là bạn đã đăng ký tài khoản thành công ha. Bạn bạn click cho mình cái nút màu xanh ở dưới này là vào trang chủ nè. Rồi. Rồi thì ở đây nó sẽ ra cái giao diện như thế này ha. Thì ở cái phần trang chủ á, khi mà bạn đăng nhập vào cái ví Bitpass này á thì bạn bấm cho mình cái nút kích hoạt ha để kích hoạt tài khoản ha. Hiện tại cái tài khoản bạn chưa kích hoạt nè, bạn bấm cho mình nút kích hoạt tài khoản ha. Thì khi mà bạn kích hoạt tài khoản thì bạn sẽ nhận cho mình nghe 1.500 Satoshi Bitcoin ha. Rồi thì ở đây nó sẽ yêu cầu là bạn nhập cái số điện thoại của bạn vào đây ha. Là bạn điền cho mình cái số điện thoại của bạn, lưu ý có số 0 ha. Rồi thì sau khi bạn điền xong bạn bấm cho mình nút xác nhận ha.
Rồi, rồi nó yêu cầu là bạn kích hoạt tài khoản ha, ví điện tử để nạp tiền và thanh toán dịch vụ nhanh chóng, thì bạn bấm cho mình nút kích hoạt nè. Rồi sau đó nó sẽ gửi một cái mã OTP về số điện thoại của bạn ha. Thì bạn nhập cái mã OTP này vào đây ha. Rồi sau đó bạn điền cho mình cái họ tên. Họ tên bạn lưu ý là viết cho mình viết hoa không dấu ha. Sau đó bạn tạo cái mật khẩu ha. Ví Pay Me nè. Sau đó bạn nhập lại cái mật khẩu ví Pay Me. Rồi sau khi bạn bạn nhập như thế này ha, họ tên không dấu, tạo mật khẩu xong là bấm cho mình nút tiếp tục nè. Rồi, sau đó nó yêu cầu là bạn chụp hình giấy tờ tùy thân ha. Thì nó kêu là sử dụng giấy tờ tùy thân hợp lệ ha của chính bạn ha. À, rồi sau đó bạn bấm cho mình nút tiếp tục nè. Rồi sau đó bạn đưa cái giấy tờ của mình ha, chụp cái giấy tờ của mình ha. Ở đây mình sẽ chụp giấy tờ bằng chứng minh nhân dân ha. Sau đưa cái mặt trước cái chứng minh nhân dân của mình vào cái khung hình này ha, để bạn chụp ha. Mình như thế này, bạn bấm cái nút chụp ở dưới này ha để chụp ha. Rồi thì sau khi mà mình chụp xong thì bạn bấm cho mình nút tiếp tục ha. Bạn lưu ý là hình ảnh là phải rõ nét nè, gương mặt của bạn để có trong hình ảnh nè. À, như thế này ha. Sau đó bạn bấm nó cho mình nút tiếp tục. Rồi sau đó bạn chụp cho mình cái mặt sau của chứng minh nhân dân ha, để bạn ha. Sau đó bạn bấm nút chụp ở dưới này ha. Rồi sau đó bạn bấm cho nó nút tiếp tục ha. Rồi sau đó nó kêu là bạn quay video ha để xác thực ha. Thì video có độ dài 5 giây nè, vui lòng giữ gương mặt và mặt trước giấy tờ tùy thân của bạn trước máy quay nè. Nó kêu là bạn sử dụng máy ảnh nè, bạn cho phép sử dụng máy ảnh không, bạn bấm cho mình nút đồng ý ha, để cho phép giữ video trong khoảng 5 giây ha. Thì sau khi mà chụp xong á, thì nó sẽ xác nhận cái video của bạn ha. Thì bạn bấm cho mình nút hoàn tất ha. Rồi thì sau khi mà bạn KYC tài khoản của mình thành công á, thì bạn đăng nhập vào cái ví Bitpass ha, thì nó sẽ cộng cho mình cái số dư ha là 1.500 cái Satoshi ha. Thì hàng ngày thì các bạn có thể vào đây các bạn đào Satoshi ha. Bạn bấm cho mình nút đào Satoshi nè. Để bạn nhận thêm cái đồng Satoshi này ha. Thì cứ sau 4 4 tiếng là bạn vô để bạn bấm cho mình nút nhận Satoshi ha. Bạn bấm cho mình phần nhận Satoshi một lần ha. Rồi, ngoài ra thì nó cho bạn một cái vòng quay ha, may mắn ha, để bạn nhận cái dòng Satoshi này. Bạn bấm cho mình ở phần vòng quay may mắn nè. Rồi. Bạn bấm cho mình phần quay thưởng ha, ở dưới này ha. Thì cứ cứ mỗi ngày là bạn vô đây bạn đăng nhập app để bạn nhận cái đồng Satoshi Bitcoin ha. Thì ngoài ra bạn có thể nhận thêm những cái thành phần quà ở trong này ha. Rồi thì khi mà bạn kiếm cái đồng Satoshi Bitcoin này thì bạn có thể mua sắm trên những cái sàn thử như là Sendo, Tiki, Shopee, Lazada này ha. Ngoài ra thì bạn có thể sử dụng cái đồng Satoshi Bitcoin này, bạn có thể nạp tiền điện thoại nè, thanh toán hóa đơn điện nước nè, vé máy bay, internet nè, vân vân ha. Rồi thì để đi giới thiệu bạn bè thì bấm cho mình ở phần giới thiệu nè, ở dưới này ha. Thì ở đây nó sẽ có một đường link ha, giới thiệu ha, và cái mã giới thiệu của các bạn ha. Thì bạn copy cái đường link giới thiệu này để giới thiệu cho bạn bè, các bạn bè bạn đăng ký ha. Thì khi mà bạn bè của bạn đăng ký ha, nhập cái mã giới thiệu của bạn ha, thì bạn sẽ nhận cho mình là 1.000 cái đồng Satoshi Bitcoin này nữa ha, và cái người mà bạn giới thiệu sẽ nhận là 1.500 Satoshi Bitcoin ha. Rồi, thì bạn lưu ý là người bạn của bạn mà bạn giới thiệu á, phải đăng ký ha, tải app về đăng ký và KYC thì bạn mới nhận được 1.000 Satoshi ha. Rồi thì để rút tiền về thì bạn bấm cho mình phần đổi thưởng nè. Thì ở đây nó min rút mà tối min rút của nó tối thiểu là 20.000 Satoshi ha. Ha. Thì khi mà bạn đủ min rút là bạn vô đây bạn nhập cái số Satoshi ha, bạn rút về ha. Sau đó bạn nhập cái email hoặc là số điện thoại ha và bạn đăng ký bên cái ví VNEC ha. Ở đây phải bấm cho mình nút đổi thưởng dưới này ha. Thì để đổi cái đồng Satoshi ha thì về ha. Về cái ví VNEC của bạn ha. Rút tiền về tài khoản ngân hàng ha. Rồi thì cái video của mình hướng dẫn cho các bạn cách nhận cái đồng Satoshi Bitcoin đến từ ví điện tử Bitpass đến đây là kết thúc ha. Thì bạn nào thấy video mình hay hữu ích cho mình nút like đăng ký kênh ha. Thì mình sẽ cập nhật ra những nội dung kiếm tiền mới ha. Rồi mình chúc các bạn